chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc. Hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 3 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin nổi bật diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi trong tuần bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch covid-19 với 63 tỉnh thành phố trung ương tại hơn 700 điểm cầu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch covid-19 phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã vui mừng thông báo đến thời điểm này việt nam đã có 16 trên 16 bệnh nhân dương tính với sars cov-2 khỏi bệnh bệnh nhân thứ 16 là ông nguyễn văn v 50 tuổi, trú ở thôn Ái Văn, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã có kết quả xét nghiệm 2 lần liên tiếp là âm tính với virus SARS-CoV-2. Theo quy định của Bộ Y tế, người mắc COVID-19 được cho là khỏi bệnh và được xuất diện khi có đủ các tiêu chuẩn sau, hết sốt ít nhất 3 ngày. Các triệu chứng lâm sàng được cải thiện, trạng thái toàn thân tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, Chức năng các cơ quan bình thường, kết quả xét nghiệm máu trở về bình thường, kết quả x-quang phổi được cải thiện. Bên cạnh đó, hai mẫu bệnh phẩm lấy cách nhau ít nhất một ngày được xét nghiệm cho kết quả âm tính chế SARS-CoV-2. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tuy vậy chúng ta không được phép lơ là chủ quan vì tình hình diễn biến dịch bệnh còn phức tạp. Việc tổ chức cách ly phân tuyến, việc phối hợp giao cuộc của toàn đảng, toàn quân, toàn dân vẫn phải được tiếp tục, công tác đảm bảo an toàn cho nhân dân là yếu tố hàng đầu. Cũng trong tuần, đoàn công tác của tỉnh An Giang do đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Quỹ An Giang làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng của thành phố Châu Đốc. Đồng chí yêu cầu dân kiện đại hội đảng bộ thành phố phải thể hiện tính định hướng cho nhiệm kỳ mới và nhiều năm tới. Trong đó tập trung các giải pháp, chọn các khâu đột phá, thể hiện tính đặc thù riêng của địa phương để tạo sức bật, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của Châu Đốc. Đặc biệt, công tác nhân sự phải thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của trung ương của tỉnh về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức lối sống, uy tín bầu vào cấp quỹ khóa mới, không để lọt các phần tử cơ hội chính trị vào cấp quỹ, phải sâu sát cơ sở, nắm dư luận nhằm kịp thời điều chỉnh nguồn nhân sự tăng cường công tác tuyên truyền, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng, song song đó tập trung quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn biên giới, các khu điểm du lịch, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020. Trong tuần, Đảng Bộ Phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc tổ chức đại hội đại biểu Đảng Bộ lần thứ 16 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng Bộ Phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng Bộ và Nhân dân Phường Vĩnh Quân đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, kinh tế, xã hội phát triển, công tác quốc phòng, an ninh luôn được đảm bảo xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh biên giới được giữ vững. nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ phường Vĩnh Quân xác định sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, phát huy sức mạnh tập thể của cán bộ đảng viên và nhân dân trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ vững an ninh biên giới. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ phường Vĩnh Quân, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Võ Thị Phương Thảo, tái đắc cử bí thư đảng ủy phường, đồng thời bầu 14 đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Châu Đốc, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong tuần, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm HIVS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019. Năm 2020, thành phố Châu Đốc tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm hình sự ít nhất 0,5%, tỷ lệ điều tra khám phá đạt từ 75% trở lên, án nghiêm trọng Đặc biệt nghiêm trọng, đạt trên 95%, tai nạn giao thông kéo giảm từ 5 đến 10%, tiếp tục triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Các chương trình kế hoạch đề án phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người và tệ nạn xã hội buôn lậu, đặc biệt thực hiện đề án chuyển quá địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm HIVS tệ nạn xã hội, phong trào vì an ninh tổ quốc, nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục, đối tượng tại địa bàn dân cư, nhân rộng các mô hình hiệu quả, gắn chế thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó chú ý xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự. Ông Ngô Hữu Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc dẫn đầu đoàn đã đến thăm và chúc mừng Phòng Y tế thành phố Châu Đốc, Trung tâm Dân số Kế hoạch Quá Gia đình, Phòng Khám Đa khoa Bình An, Hội đồng y thành phố và bà Vũ Hồng Hoa, Nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 7. Tại các nơi đến thăm, ông Ngô Hữu Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của đội ngũ y bác sĩ trong công tác khám và điều trị cho người dân nhiều kỹ thuật y tế mới kỹ thuật chuyên sâu được triển khai và áp dụng thành công tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố và gửi lời chúc mừng các đơn vị y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thay mặt lãnh đạo thành phố ông ngô hữu toàn phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố mong muốn các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố tiếp tục làm tốt công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân với tinh thần trách nhiệm y đức của người thầy thuốc xứng đáng với lời dạy của bác hồ lương y như từ mẫu Đảng quỹ quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Tại hội nghị, các đồng chí đã được nghe và nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về nội dung tăng cường khói đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và được xem video clip hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức. Thông qua việc học tập chuyên đề 2020 nhằm nâng cao nhận thức trong cấp ủy, người chỉ huy cán bộ, đảng viên trong đảng bộ và lực lượng vũ trang địa phương thành phố về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm chung tay cùng cộng đồng trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Châu Đốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc phối hợp Hội Phụ nữ Phường Vĩnh Mỹ, và phường núi Sam tổ chức tuyên truyền vận động các mạnh thường quân hỗ trợ giải nguyên vật liệu để mai khẩu trang phát cho hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố. Được biết các chị em hội cơ sở mai phường Vĩnh Mỹ và phường núi Sam mai được 1.500 cái khẩu trang. Bên cạnh đó các cấp hội cơ sở tổ chức tuyên truyền vận động chị em tuyên truyền cho người thân trong gia đình và người dân về nguyên nhân các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phát tờ rơi, tặng xà bông, sát khuẩn rửa tay cho các chị em hội viên trên địa bàn thành phố. Đây là những hoạt động thiết thực có ý nghĩa của các chị em hội viên Hội phụ nữ thành phố cùng các mạnh thường quân trên địa bàn thành phố Châu Đốc chung tay phòng chống dịch COVID-19 trong tháng 2 năm 2020, Thành đoàn Châu Đốc đã tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức và chung tay cùng các cấp các ngành đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Các phường xã đoàn phối hợp các đơn vị tổ chức phát 5.600 khẩu trang, 300 chai nước rửa tay miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố và du khách khu vực khu du lịch núi Sam. Đoàn quỹ Công an thành phố tổ chức phát 1.500 khẩu trang miễn phí cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở công an thành phố nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phối hợp với chi đoàn cơ sở đài phát thanh truyền hình An Giang và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam Việt, tổ chức tặng 4.800 lon nước giải khát cho người dân phường Vĩnh Quân và phát 200 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, trong lễ giao nhận quân năm 2020, thành đoàn phối hợp với BT Beauty Spa Châu Đốc phát 500 khẩu trang và 300 bánh xà phòng phòng chống COVID-19. Hội chữ thập đỏ thành phố Châu Đốc phối hợp bệnh viện đa khoa Nhật Tân và bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ vừa tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020. Đơn vị hiến máu lần này có 169 cán bộ công nhân viên, đoàn viên các cơ quan đơn vị, ban ngành thành phố Châu Đốc và bệnh viện đa khoa Nhật Tân tình nguyện hiến máu thu được 169 đơn vị máu. Hiến máu tình nguyện là hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung sức vì cộng đồng thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt